Tác dụng của cây sả đen với sức khỏe con người. Cây sả đen là một trong những loài dược liệu quý ở nước ta và nhiều quốc gia trên thế giới. Cây sả đen còn có nhiều tên gọi khác như cây bách dài, bạch vạn hoa, đồng chiều, quả nâu, dây gối. Đặc biệt, sả đen còn có tên gọi là cây ung thư bởi các dược chất được tìm thấy trong cây có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư rất hiệu quả. Sả đen là một loại dược liệu được sử dụng phổ biến trong cả Đông y và Tây y. Cây sả đen có thể dùng được tất cả các bộ phận gồm thân, cành, lá và quả. Khi thu hái, lá cây trưởng thành có thể lấy bất kỳ thời điểm nào trong năm. Đối với thân và cành, người ta thường đợi khi cây già mới thu hoạch để có dược tính cao. Sau khi thu hoạch, các phần của cây sả đen được rửa sạch rồi để ráo nước, có thể cắt thành từng đoạn ngắn, phơi hoặc sấy khô. Sơ chế xong, cho vào túi ni lông để nơi thoáng mát, khô ráo, sử dụng dần. Để không làm ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc, thì phần cây này cần được bảo quản tốt, giữ ở nơi khô thoáng, tránh để bị ẩm. Tùy vào bài thuốc hoặc dạng dược liệu được bào chế mà liều lượng sử dụng cây sả đen sẽ có sự khác nhau. Tuy nhiên, mỗi ngày chỉ nên sử dụng tối đa 70g cây sả đen. Để đạt công dụng tốt nhất, trước khi sử dụng, người dùng nên tham vấn ý kiến của bác sĩ. Một số tác dụng của cây sả đen. Chống lại khối u. Hợp chất polyphenol, flavonoid, quinone trong sả đen có khả năng chống lại sự hình thành khối u, đồng thời ức chế ngăn cản tế bào ung thư phát triển và làm cho chúng hóa lỏng nên dễ bị tiêu hủy, từ đó hạn chế khả năng di căn của khối u. Chống oxy hóa. Mọi hoạt chất có trong loại cây này đều có thể chống lại gốc tự do và khiến cho tác hại của nó đến tế bào bị giảm xuống. Giúp huyết áp duy trì ổn định. Dùng sả đen mỗi ngày có thể ổn định huyết áp, nhất là với những người cao huyết áp. Riêng với những người huyết áp thấp, muốn ổn định thì khi dùng sả đen nên cho thêm vài lát gừng vào. Hỗ trợ điều trị các bệnh về gan. Các hoạt chất có trong sả đen có khả năng kháng virus gây bệnh viêm gan như viêm gan B, A và C. Ngoài ra, với khả năng ức chế quá trình lipid, sả đen được dùng để điều trị bệnh gan nhiễm mỡ. Sả đen cũng giúp thuyên giảm bệnh viêm gan mãn tính tiến triển thành xơ gan. Hỗ trợ điều trị tiểu đường. Tiểu đường là căn bệnh của rất nhiều người mắc phải. Để giảm bệnh này, rất nhiều người đã sử dụng sả đen để chữa bệnh và tác dụng rất hiệu quả. Điều trị chứng mất ngủ, suy nhược thần kinh. Nhờ công dụng thanh nhiệt, giải độc, sả đen được xem là liều thuốc chữa chứng mất ngủ và suy nhược thần kinh rất tốt. Khi dùng, sả đen làm giảm các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt và tăng cường vận chuyển máu đến não, phòng ngừa tai biến mạch máu não, giúp mau lành vết thương. Cùng với đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và tính hàn, sả đen có tác dụng hỗ trợ mụn nhọt, lở loét trên da rất hiệu quả, giảm ngứa và mau chóng làm lành vết thương. Một số bài thuốc chữa bệnh từ cây sả đen. Hỗ trợ điều trị ung thư. Cây sả đen 40g, bạch hoa xà 30g, bán chi liên 20g, tất cả đem sắc với 1,5 lít nước, đun lửa nhỏ đến khi còn khoảng 600ml. Để nguội rồi chia ra uống trong ngày, nên uống sau khi ăn 15 phút. Hoặc có thể sử dụng 30g sả đen, 20g cỏ lưỡi rắn và 6g cam thảo dây. Đem tất cả các nguyên liệu này bỏ vào nước ấm, hãm như hãm chè và uống hết trong ngày. Hỗ trợ điều trị bệnh gan, dùng 50g lá và thân cây sả đen, 30g cà gai leo, 10g mật nhân. Tất cả đem nấu với khoảng 2 lít nước, sôi tầm 15 phút thì tắt bếp, lọc lấy nước uống dùng hàng ngày. Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Dùng 70g lá và thân cây sả đen, đem đun với khoảng 1,5 lít nước. Sau khi sôi thì đun lửa nhỏ khoảng 20 phút, để nguội, uống thay nước lọc hàng ngày. Thông kinh, lợi tiểu, giải nhiệt. Dùng 15g sả đen, 12g kim ngân hoa đem xào vàng, rồi hãm nước như nước trà uống hết trong ngày. Chỉ sau vài ngày uống, bạn sẽ thấy tình trạng bệnh thuyên giảm, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm căng thẳng. Dùng 15g sả đen, 15g rào cổ lam và 15g nấm linh chi, sắc chung tất cả lấy nước uống hàng ngày. Khi sử dụng cây sả đen, bạn cần lưu ý, phụ nữ có thai không nên sử dụng sản phẩm từ sả đen trừ khi có ý kiến của bác sĩ. Không nên ăn rau muống khi sử dụng sản phẩm vì rau muống sẽ làm mất tác dụng của thuốc. Trong quá trình sử dụng cây sả đen, không nên uống nhiều rượu bia vì điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn giảm tác dụng của dược liệu, gây khó khăn cho việc điều trị. Không nên sử dụng cho trẻ em dưới 10 tuổi vì độ tuổi này hệ tiêu hóa chưa ổn định.
Cây xạ đen chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị cho các bệnh ung thư ở giai đoạn đầu. Đối với những bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, tuyệt đối không được sử dụng cây xạ đen là phương pháp chính để chữa bệnh triệt để, mà phải tuân theo các phương pháp điều trị bằng y học như hóa, xạ trị, phẫu thuật, tránh tình trạng mất thời gian vàng trong điều trị ảnh hưởng đến tính mạng.